Emily kính chào tái ngủ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 4 tháng 12 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngũ giác đài nói tàu chiến Mỹ bị tấn công trên biển đỏ. Joe Biden lại khiến dân Mỹ tức điên, đòi đưa Donald Trump lên thay thế lập tức. Đảng Cộng hòa Hạ viện yêu cầu ông George Smith cung cấp tài liệu về các bản cáo trạng nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Ngũ Giác Đài cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở biển Đỏ hôm ngày 3 tháng 12, trong sự cố mới nhất trên các tuyến đường vận chuyển hàng hải có liên quan đến xung đột Hamas-Israel. Trong một tuyên bố do Bộ Quốc phòng đưa ra, các quan chức Mỹ không đề cập đến nguồn gốc của vụ tấn công hôm chủ nhật. Cơ quan này cho biết, "Chúng tôi đã biết về các báo cáo liên quan đến cuộc tấn công vào tàu USS Carney và các tàu thương mại ở biển Đỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể." Bộ này không nêu rõ thiệt hại nếu có với USS Carney, tàu khu trục lớp Ali Berkey. Ngay sau đó, phong trào Houthi ở Yemen xác nhận hai tàu có liên quan đến Israel đã bị lực lượng này tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Nhưng Houthi không thừa nhận nhắm mục tiêu vào tàu hải quân Mỹ. Vào cùng ngày, cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh cho biết đã nhận được báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại El Bab El Mandeb của Biển Đỏ. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Yemen đang hoạt động trong khu vực và có thể đã xảy ra một vụ nổ. Một loạt các cuộc tấn công hàng hải đã được báo cáo ở vùng biển Trung Đông khi xung đột bùng nổ giữa Israel và Hamas. Vào tháng trước, nhóm Houthi đã bắt giữ một tàu vận tải liên quan tới Israel ở biển đỏ ngoài khơi Yemen. Houthi trước đó từng phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang nhằm vào các mục tiêu của Israel. Nay tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu Israel trong khu vực. Các lực lượng vũ trang Yemen tiếp tục ngăn chặn các tàu Israel di chuyển trên biển đỏ, cho đến khi hành động của Israel chống lại những người anh em kiên định của chúng tôi ở giải Gaza dừng lại. Người phát ngôn của Houthi Yaya Sari cho biết trong tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hôm Chủ nhật tất cả các tàu của Israel hoặc những tàu có liên quan đến Israel sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu vi phạm những gì được nêu trong tuyên bố này. Trump lại khiến dân Mỹ tức điên đòi đưa Donald Trump lên thay thế lập tức. Quý vị thân mến dưới thời Donald Trump với những việc ông làm, điều đầu tiên là ông sẽ ưu tiên quyền lợi của chính người dân Hoa Kỳ và điều thứ hai là an ninh cho thế giới. Donald Trump cũng không mong cầu gì quá đáng khi ông đòi quyền công bằng cho người dân Mỹ. Với các tổ chức thế giới như là NATO, G7, G20, Liên Hợp Quốc, cựu tổng thống Donald Trump luôn luôn nhắc nhở rằng quý vị hãy đóng góp vào một cách công bằng. Cũng chính vì thế suốt 4 năm ông Trump ngồi tại tòa Bạch Ốc, nước Mỹ được tôn trọng và những kẻ thù phải sợ hãi. Tuy nhiên, thật bất hạnh thay, chính quyền của Joe Biden chỉ biết vung tiền một cách vô tội vạ, khiến dân Mỹ vẫn là người phải chịu thiệt hại lớn nhất. Cụ thể, vào hôm cuối tuần qua, ông Biden bất ngờ thông báo rằng chính quyền Washington dưới thời ông ta sẽ gửi 3 tỷ đô la tiền đóng thuế của người Mỹ cho Quỹ Khí hậu xanh GCF của Liên Hợp Quốc trong một động thái được đặc phái viên của Tổng thống về khí hậu John Kerry hoan nghênh. Nhưng người Mỹ thì không. Bà Phó Tổng thống Kamala Harris là người đã đứng ra công bố khoản tiền mặt này như một phần trong chuỗi sáng kiến về khí hậu của Hoa Kỳ được phát sóng tại Hội nghị khí hậu COP28 hiện đang diễn ra ở Dubai. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. UPI cho biết cô đã mắng các nhà lãnh đạo tại hội nghị khi công bố món quà, nhưng cảnh báo sẽ không thể tiếp tục tiến bộ nếu không có đấu tranh. Trên khắp thế giới, có những người đang tìm cách làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến bộ của chúng ta các nhà lãnh đạo phủ nhận khoa học về khí hậu, trì hoãn hành động về khí hậu và truyền bá thông tin sai lệch. Harris nói, các tập đoàn phủ xanh việc không hành động về khí hậu và vận động hành lang để nhận được hàng tỷ đô la trợ cấp nhiên liệu hóa thạch Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc tế để chống biến đổi khí hậu tại COP28, đồng thời thông báo họ cũng sẽ tham gia một hội nghị song song giải quyết vấn đề ô nhiễm khí mê tan cùng với các đại diện từ Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. GCF đã thiết lập thành tích mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, hỗ trợ các cộng đồng trên toàn thế giới, xây dựng khả năng phục hồi trước tác động của khủng hoảng khí hậu và huy động nguồn vốn tư nhân đáng kể cho hành động vì khí hậu. Ông John Kerry nói và khoan ngơ sáng kiến này, khoản tiền lớn đằng sau cam kết nhiều năm. Thưa quý vị, thông qua cam kết hỗ trợ lần bổ sung thứ hai của GCF và vai trò của nó trong hội đồng quản trị, Hoa Kỳ sẽ giúp tăng cường những nỗ lực này. GCF được thành lập như là một phần của Thỏa thuận Liên Hợp Quốc năm 2009 đạt được tại Copenhagen. Reuters News đưa tin, tổ chức này được cho là sẽ phân bổ 100 tỷ đô mỗi năm cho các nước nghèo dưới chiêu bài tài trợ cho các sáng kiến, giảm phát thải khác nhau và bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến khí hậu. Tuy nhiên, trên thực tế đã chứng minh, việc chính quyền của Joe Biden đang đẩy mạnh quá trình xanh của thế giới đã gián tiếp thúc đẩy Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất. Ngoài ra, theo nghiên cứu của CNN trước đó đã cho biết, hiện tại công nghệ xử lý tấm hình năng lượng mặt trời lại chính là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nhất. Bởi thế, người dân Hoa Kỳ đã đứng ra phản đối kế hoạch này. Tuy nhiên, với sự độc tài và độc đoán của Biden và phe Dân Chủ, thì chúng vẫn tiến hành bình thường. Đảng Cộng hòa Hạ viện yêu cầu ông Joe Smith cung cấp tài liệu về các bản cáo trạng nhắm vào cựu tổng thống Trump. Thưa quý vị, hôm ngày 1 tháng 12, ba nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu biện lý đặc biệt Joe Smith cung cấp các tài liệu liên quan đến các cáo trạng hình sự của ông đối với cựu tổng thống Donald Trump, cáo buộc rằng ông Smith có động cơ chính trị khi theo đuổi các cáo trạng này. Bức thư hôm ngày 1 tháng 12 gửi cho ông Smith viết rằng Ủy ban lo ngại rằng cuộc điều tra chưa từng có và các vụ truy tố sôi sục của ông nhắm vào cựu tổng thống Trump không phải là do bất kỳ cam kết thực sự nào đối với việc thực thi công lý theo pháp luật, mà là một nỗ lực ngày càng có tính toán nhằm sử dụng hệ thống tư pháp hình sự để bôi nhọ cựu tổng thống trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ba người ký vào bức thư là dân biểu Trump Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, dân biểu Anna Paulina Luna và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan. Ủy ban Giám sát Hạ viện có thẩm quyền tiến hành giám sát điều tra đối với Bộ Tư pháp và đưa ra các dự luật để tác động đến hành động của cơ quan này ba nhà lập pháp đảng Cộng hòa này đã yêu cầu biện lý đặc biệt giao nộp các tài liệu liên quan đến thẩm quyền của ông Smith trong việc cung cấp quyền miễn trừ cho các nhân chứng và triệu tập đại bội thẩm đoàn, cũng như bất kỳ thông tin liên lạc nào có thể nói lên bất kỳ sự giám sát nào từ Bộ Tư pháp liên quan đến quyết định của ông Smith đối với vụ truy tố cựu Tổng thống Trump. Ông Smith đang dẫn đầu hai bản cáo trạng hình sự liên bang nhắm vào cựu tổng thống Trump, một vụ truy tố liên quan đến việc cựu tổng thống giải quyết các tài liệu mật và hành động được cho là cản trở công lý, và một vụ truy tố khác liên quan đến cáo buộc cựu tổng thống cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Cựu tổng thống Trump đã không nhận tội trong cả hai vụ án này. Trong bức thư yêu cầu những tài liệu này, các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi về quyền truy tố của ông Smith trong việc đưa ra các cáo buộc chung về âm mưu chống lại cựu tổng thống Trump. Cho thấy rằng ông Smith đã áp dụng cách giải thích luật quá rộng và họ lập luận rằng tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã nhất quán lật ngừa các bản án hình sự chống lại các quan chức công vụ và các bên tư nhân dựa trên các lý thuyết truy tố rộng rãi được đưa ra theo các đạo luật hình sự chung. Các nhà lập pháp đã viết trong bức thư rằng nếu ông Smith không đưa ra bất kỳ hồi đáp có ý nghĩa nào cho các yêu cầu, thì họ sẽ xem xét việc sử dụng quy trình bắt buộc, dường như đề cập đến quyền ban hành trát lệnh của ủy ban. Các dân biểu đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện dựa trên cáo buộc rằng, ông Smith đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 khi truy tố ông Trump đã giới thiệu dự luật sử dụng quyền lực hầu bao của Hạ viện để hạn chế nguồn tài trợ hoặc tiền lương của ông Smith. Dự luật đó có tiêu đề suốt lại phí tụ cho một hành động phi đạo đức, tàn những cản trở cuộc tranh biện bầu cử mạnh mẽ đang chờ Ủy ban Tư pháp Hạ viện giải quyết. Dự luật này được viết tắt là You are prior. ông bị sa thải. Bộ Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện chưa phúc đáp một đề nghị bình luận trước thời điểm phát hành bản tin này cuối cùng thay một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an